được triển khai từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa mặn mà đăng ký xe thông qua ứng dụng VNeID. Đến nay, thành phố chỉ ghi nhận chưa tới 100 hồ sơ đăng ký, chỉ chiếm 0,24% tổng hồ sơ. Tại vì em cũng coi nhưng mà em không thực hiện được nên là em phải lên đây em làm. Giờ anh làm những cái bước như thế nào rồi? Dạ em đăng nhập VNeID với lại lên cái cổng dịch vụ công này em làm nhưng mà em thấy nó bị không có vào được á, không biết nó bị lỗi mạng hay là như thế nào hay là lỗi app. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố chiều 3 tháng 10 năm 2024, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc đăng ký xe thông qua ứng dụng VNeID. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 8, người dân có thể bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu, không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và trả kết quả qua bưu điện. Trong 2 tháng, tức tháng 8 và tháng 9 năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ tiếp nhận giải quyết 96 hồ sơ đăng ký xe cổng dịch vụ công. Ứng dụng VNeID gồm 11 ô tô và 85 xe máy, chiếm 0,24% tổng số hồ sơ đăng ký. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được phản hồi tích cực vì tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại so với đăng ký xe trực tiếp như trước đây. Cái thời gian đầu thì các xe còn sử dụng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, chưa có dán bảng cảng, số khung, số máy và đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất, do đó không đủ điều kiện theo quy định để giải quyết đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Bên cạnh đó, nhiều người dân ở gần điểm đăng ký xe muốn nộp trực tiếp để tự tay bấm biển số ngẫu nhiên và nhận biển số ngay sau đó để gắn lên xe rồi đi lại luôn. Ngoài ra, một số người dân vẫn còn e ngại, sợ lừa đảo, mất tiền khi chuyển khoản, đóng lệ phí đăng ký xe trực tuyến. Vì lý do khách quan, người từ 15 đến 18 tuổi không thể đăng ký xe lần đầu trên cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID do cần phải được cha mẹ đồng ý. Liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng VNeID, Thượng tá Hà cho biết đến nay đã kiểm tra kiểm soát thông tin giấy tờ trên VNeID hơn 40.800 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính hơn 4.700 trường hợp, trong đó có hơn 1.000 ô tô và hơn 3.700 xe máy, đồng thời lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe, đăng ký xe trên môi trường điện tử. Đối với giấy tờ đã tích hợp VNeID hơn 4.600 trường hợp, tức giấy phép lái xe trên môi trường điện tử hơn 1.050 trường hợp, trong đó phần lớn là xe máy. Hiện vẫn có một số khó khăn như nhiều người dân chưa tích hợp các loại giấy tờ trong ví điện tử, bằng định danh mức độ 2, điện thoại không kết nối Internet. Một số người vi phạm không hợp tác khi được yêu cầu cung cấp giấy tờ đã tích hợp mức độ 2 trên điện thoại vì đã xuất trình bản giấy rồi, không xuất trình qua điện thoại nữa. Thậm chí có người không nhớ mật khẩu tài khoản đăng nhập ứng dụng VNeID. Sắp tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi để người dân biết được thuận lợi khi cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID trong xử phạt vi phạm hành chính. Thủ đoạn tinh vi, phương thức thay đổi liên tục, lợi dụng sự thiếu cảnh giác, đánh vào tâm lý sợ hãi của người dân. Lừa đảo trên không gian mạng đang xuất hiện tràn lan và ngày càng khó nhận biết. Mới nhất là trường hợp mạo danh thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn và tung tin có đoàn công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở này liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi dụ được nạn nhân kết bạn Zalo, các đối tượng này sẽ gửi một số tài liệu mạo danh Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành nhằm tạo lòng tin. Từ đó các đối tượng đe dọa liên tục gây áp lực và yêu cầu chủ cơ sở chuyển tiền lo lót với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 3 tháng 10 năm 2024, tại buổi họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vấn đề này. Ngày 24 tháng 9 năm 2024, Sở Y tế nhận được thông tin từ một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc nhận được quyết định thông báo kiểm tra của Sở Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cụ thể, các đối tượng gửi quyết định kiểm tra và điện thoại thông tin đến các cơ sở đề nghị chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến an toàn thực phẩm và hẹn ngày kiểm tra. Trên quyết định có thể hiện tên của giám đốc và các phó giám đốc Sở Y tế, dấu mộc có tên của Sở Y tế, trong thành phần đoàn kiểm tra có tên của lãnh đạo thanh tra Sở Y tế. Sở Y tế xác định đây là trường hợp mạo danh Sở Y tế nhằm mục đích vụ lợi, do đó mà Sở Y tế đã nhanh chóng thông tin đến các ủy ban nhân dân thành phố, Thủ Đức, quận, huyện và thông báo đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn biết và ngăn ngừa các hành động lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể xảy ra. Cũng theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, hiện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Đối với loại tội phạm này thì hiện nay theo thống kê của công an phố thì tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà sử dụng không gian mạng nó chiếm khoảng 50% số vụ về lừa đảo và rất nhiều thủ đoạn và đối tượng thì thay đổi phương thức liên tục. Qua đó thì công an thành phố cũng khuyến cáo các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp thì nên thường xuyên là theo dõi các cái thông tin, đặc biệt là các cái thông tin cảnh báo về tội phạm để tránh cái trường hợp mình bị vướng vào các vụ việc mà thiếu cái cảnh giác, do thiếu cảnh giác. Đặc biệt là các vụ việc mà giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, cơ quan công an là trong lừa đảo. Thì thực tế là có những trường hợp đối tượng khi gọi điện liên lạc còn không yêu cầu là phải giữ bí mật tuyệt đối, không được liên lạc, không được cho ai biết. Đây là cái cách thao túng tâm lý của các đối tượng. Liên quan đến việc mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các nghi phạm liên quan vụ bạo hành ở mái ấm Hoa Hồng tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử lý thận trọng đúng quy trình. Tại buổi họp báo kinh tế xã hội định kỳ tổ chức vào chiều ngày 3 tháng 10 năm 2024, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng. Cụ thể, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết trong ngày 4 tháng 9, công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời tất cả người có liên quan về trụ sở để làm việc, đồng thời khẩn trương thu thập, củng cố chứng cứ. Một ngày sau, công an cung cấp thông tin báo chí về kết quả xác minh xử lý ban đầu. Ngày 6 tháng 9, công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức buổi cung cấp thông tin và mời các cơ quan báo chí đến tham dự. Tại buổi họp báo này, ngành công an đã cung cấp thông tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu làm việc tại mái ấm Hoa Hồng về tội hành hạ người khác. Còn không phải vì dư luận hay vì cái vấn đề gì đó mà cơ quan điều tra làm việc nó không khách quan, không thận trọng thì cơ quan công an đã khởi tố, đã điều tra thì sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Các cái chứng cứ tài liệu thì cần thận trọng, nghiêm túc và thực hiện đúng các cái quy định pháp luật, không có nóng vội trong các điều tra xử lý. Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng vào ngày 4 tháng 9, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị khẩn trương xác minh điều tra xử lý. Đồng thời, công an phối hợp chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục nuôi dưỡng.